Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20 tháng 11. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngày thứ Bảy cuối tuần, thời tiết khu vực tỉnh khá mát mẻ, cường độ nắng không quá mạnh, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí. Một số nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Do tác động nhẹ của rãnh áp thấp xích đạo, nhưng lượng mưa không nhiều. Thời điểm sáng sớm và đêm trời mát, mức nhiệt từ 25 đến 27 độ. Mức nhiệt cao nhất vào trưa chiều từ 30 đến 32 độ. Riêng khu vực phía Bắc của tỉnh cao hơn 1 đến 2 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Tại Vũng Tàu ngày 20 tháng 11 năm 2021, mực nước cao nhất 400 cm xuất hiện lúc 2 giờ, thấp nhất 90 cm xuất hiện lúc 8 giờ 30 phút.